Các bạn, nay tôi đang hướng dẫn trực tuyến online cho một khách hàng gặp sự cố là cài driver không thành công cho Boss GT100. Thì chúng ta mở trình duyệt web lên. Đây tôi sử dụng TeamViewer để điều khiển máy tính của khách hàng của tôi ở Đà Nẵng. Tôi gõ vào Boss GT100 driver, bấm vào link đầu tiên. Tôi bấm tải về phần mềm Boston Studio. Phiên bản cao nhất của nó đến thời điểm hiện tại vẫn là 1.01. Tôi kéo xuống lần cuối đồng ý với các điều khoản của đồ lăng và bấm download. Để cài được Boston Studio thì các bạn cần phải cài theo một phần mềm plugin hỗ trợ, đó là Adobe Air. Rất nhiều máy tính nó chưa cài phần mềm này, chưa cài plugin này cho nên không cài được. Giờ khi tôi đã cài Adobe Air xong thì nó mới hỗ trợ cho các bạn chạy setup cái Boston Studio. Giờ tôi cài được rồi, thì máy tính đã nhận từ 100 driver version 2.1. Ok. Để tôi kiểm tra xem nó đã nhận chưa. Để tôi hỏi xem khách hàng cái nè. Khi bấm vào đây nó phải nhảy trên GT100. Khách hàng xác nhận là khi bấm nó có nhảy, tức là nó đã cài đặt thành công rồi.